chào mọi người, Trang đã trở lại với một chiếc clip mới. Thì theo mọi người thì bước nào sẽ là bước quan trọng nhất trong chu trình skincare dưỡng da hàng ngày của mọi người? Tẩy trang, kem chống nắng, dưỡng ẩm, không làm gì hết. Chính xác là bước tẩy trang làm sạch sâu da bên trong nha mọi người. Mọi người cứ nghĩ đi, nếu mà nền da của mọi người không sạch thì những bước dưỡng ẩm tiếp theo mọi người có đắp bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không thấm được nha. Đầu tiên trong quá trình làm sạch đó chính là tẩy trang. Thì tầm quan trọng của việc tẩy trang thì chắc chắn là mấy bà cũng biết rồi đúng không? Riêng bản thân của mình nếu mà không make up nhưng mà mình vẫn phải tẩy trang. Bởi vì khi mà mọi người tiếp xúc với không khí nè, tiếp xúc với khói bụi nè, nếu như mà mọi người không tẩy trang thì cái lớp khói bụi đó nó cũng sẽ giống như là một cái lớp make up và bám bên trong cái lỗ chân lông của mình, gây tắc nghẽn và hình thành mụn. Eyes blue or brown can remember a lot of traumas back since the end of December. Sau bước tẩy trang chắc chắn là bước rửa mặt. Việc rửa mặt sẽ giúp dọn dẹp lớp cặn bã, make up và bụi bẩn còn sót lại trên bề mặt của da một lần nữa. Mọi người nên rửa mặt 2 lần một ngày thôi nha. Nếu mà rửa nhiều quá thì cái lớp skin barrier, tức là cái lớp dưỡng ẩm tự nhiên bị mất. Vậy làm thế nào để làm sạch da tuyệt đối nhưng vẫn giữ lại được lớp skin barrier tự nhiên trên da? Cùng Trang đi khám phá tới bước 3, cũng chính là bước cuối cùng trong quá trình làm sạch da căn bản. Hôm nay mình sử dụng mặt nạ ngải cứu sông hơi Grey Melin cho bước làm sạch sâu của mình. Đây là nhãn hàng khá nổi tiếng đến từ xứ sở kim chi, với thiết kế vỏ nhựa nhưng cho người dùng cảm giác cầm nắm khá chắc chắn, mềm mịn và không bị bám vân tay. Sản phẩm có màu xanh khá fresh kèm theo 11 loại nguyên liệu tự nhiên khác như là trà xanh, bơ, tảo và ngải cứu v.v. Sau khi rửa mặt xong, mọi người lấy một lượng vừa đủ thoa lên mặt. Khi bôi lên da sẽ có cảm giác hơi nóng, nhưng mọi người yên tâm, hơi nóng này sẽ giúp mở các lỗ chân lông, đồng thời thải các chất cặn bã ra ngoài. Với thành phần beta carotene trong ngải cứu sẽ giúp cho da của mình dịu và khỏe đi từng ngày. Và ai là fan của sản phẩm thiên nhiên thì chắc chắn là mọi người sẽ yêu luôn cái mùi thơm của em này, bởi vì cái mùi thơm của em này rất và vô cùng dễ chịu luôn. Chỉ với 3 bước chăm sóc da căn bản của Trang kết hợp với đắp mặt nạ xông hơi ngải cứu thì mọi người có thể cảm nhận được cái làn da vô cùng sạch sẽ và cảm giác thư giãn, sẵn sàng cho bước chăm sóc da tiếp theo. Mọi người có thể click vào các link bên trên để được mua hàng chính hãng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Anh nhanh. Just go for it. Don't think about what comes after or what came before.